Chào các con học sinh lớp 3. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, tuần 9 là tuần các con ôn tập và thi giữa học kỳ 1. Môn tập làm văn yêu cầu các con viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em. Sau đây, cô đọc cho các con nghe đoạn văn của anh học sinh cũ của cô từ năm học trước kể về tình cảm của mẹ đối với em. Mời các con tham khảo. Trong gia đình em, ai em cũng quý, nhưng mẹ là người em yêu quý nhất. Mẹ năm nay 36 tuổi, ai cũng khen mẹ rất trẻ so với tuổi. Công việc của mẹ là nội trợ nên mẹ vất vả lắm. Mẹ chăm tập thể dục nên dáng vóc của mẹ uyển chuyển, thon thả. Em thích nhất mẹ mặc bộ quần áo thể thao mỗi khi đi tập mái tóc mẹ cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan làn da trắng mịn mỗi khi mẹ vào bếp em thấy hai má mẹ ửng hồng những lúc như thế em chỉ muốn ôm và hôn lên má mẹ và nói con yêu mẹ lắm tính tình mẹ hiền dịu nhã nhặn hay giúp đỡ mọi người nên được mọi người trong gia đình và hàng xóm quý mến. Công việc của mẹ em của mẹ rất bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian để chăm sóc anh em chúng em và gia đình. Từ sáng sớm, mẹ dậy dọn dẹp và nấu ăn cho cả gia đình rồi đưa anh em chúng em đi học. Chiều đi chiều đi học về, em vẫn thấy mẹ cặm cụi với công việc mẹ nấu ăn rất khéo vào những ngày nghỉ mẹ thường nấu món ngon để cho mọi người thưởng thức mẹ như cô giáo của em mẹ giảng bài dễ hiểu lắm mẹ thường khuyên em những điều hay lẽ phải mẹ bảo các con phải biết thông cảm và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn có lần em bị ốm mẹ thức cả đêm để trông sáng dậy nhìn đôi mắt mẹ thâm quầng em thấy thương mẹ và thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng từng ngày từng giờ em được sống trong tình yêu thương chăm sóc của mẹ mẹ đối với em là tất cả đoạn văn kể về tình cảm của mẹ đối với em đến đây là hết rồi nếu thấy hay các con bấm nút thích chia sẻ cho các bạn cùng xem nếu bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con